Bẩm hoàng thượng, qua giám định hiện trường và thẩm vấn ba tên sát thủ, chúng khai chính Tín Vương đã sai chúng làm việc này. Tín Vương ư? Không thể có chuyện đó. Hoàng thượng, khi xem khẩu cung của ba tên sát thủ, lão nô không dám tin đó là thật. Lão nô tưởng rằng chúng muốn núp bóng Tín Vương hòng thoát tội. Thế nhưng sự thật là chúng thần đã lục tìm trong người chúng, tổng cộng có 20 vạn ngân phiếu phủ Tín Vương. Thank you.